tại sao con người lại sanh ra oán thù và đánh đập nhau bằng dao gậy? Đó, vào đầu cái câu hỏi đầu tiên thì chúng ta thấy cái sự đau khổ con người ở trên thế gian này là cái sự oán thù, sự đánh đập nhau bằng dao gậy. À, bắt đầu để trả lời cái câu hỏi đó, sự sanh ra oán thù và đánh đập nhau đều do lòng tham lam và ganh ghét, do lòng ham muốn, cái tham lam của mình, tham cái này tham kia và cái sự ganh ghét, nó mới có cái sự đánh đập nhau, mới có sự thù hằn nhau. Thì chúng ta thấy nếu mà không có lòng tham lam, không có sự ganh ghét thì làm sao đánh đập nhau, đúng không? Đó là trả lời một câu rất đúng, không thể nào mà chúng ta phủ nhận rằng cái câu trả lời này là sai được. Lòng tham lam và ganh ghét do đâu mà sinh ra? Mình người ta lại đặt câu hỏi thêm cho mình thấy. Bây giờ mình nói, bây giờ cái sự đánh đập, cái sự thù hằn nhau là do lòng tham lam và ganh ghét thì ai cũng chấp nhận rồi. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi vậy chứ lòng tham lam và ganh ghét này ở đâu mà sinh ra? Đó, thì tức là chúng ta phải truy ra thứ con nó ở chỗ nào. Thì đây là câu trả lời mà Phật đã trả lời trong kinh để chúng ta thấy rất rõ. Lòng tham lam và ganh ghét là do thương ghét mà sinh ra. Có thương có ghét thì mới sinh ra. Chứ không phải là ngoài cái thương ghét mà nó sinh ra lòng tham lam này và ganh ghét được. Thì người ta lại hỏi thương ghét do đâu mà sinh ra? Trả lời thương ghét là do tham dục mà sinh ra. Mình có thương có ghét là do cái lòng ham muốn của mình mới sinh ra. Đó, bây giờ mình mới thấy cái chỗ dục đó, thì từ cái chỗ mà tri ra, từ chỗ mà quán thù đánh đập để đến cái chỗ tham dục, thì mình mới biết là thương ghét này nó do cái sự tham dục mà sinh ra. Vậy chúng ta có thương cũng do tham dục, mà có ghét cũng do tham dục, mà có thương có ghét thì nó mới có tham lam và ganh ghét, mà có tham lam và ganh ghét thì nó mới có đánh đập và quán thù. Bây giờ mình đi ngược lại thì mình thấy rất rõ không? Rồi bây giờ người ta hỏi tham dục do đâu mà sinh ra? Bắt đầu đó, từ đó mình bắt đầu mình trở về cái gốc mà của tham dục đó, tức là Phật nói cái gốc muôn khổ đó. Vậy thì người ta hỏi vậy tham dục do đâu mà sinh ra? Thì trả lời do tưởng mà sinh ra. Mình tưởng chứ nó đâu phải có thật. Mình tưởng ra, mình ham muốn cái gì đó mình tưởng ra, chứ đâu phải gì không mà mình có ham muốn cái chỗ đó được. Mình tưởng ra nó đẹp, mình tưởng ra nó xấu, mình tưởng ra cái này kia, đó là do tưởng mà sinh ra. Đúng không? Tham dục mình do tưởng sinh ra, chứ còn không có tưởng thì chắc chắn. Cho nên cái người mà người ta dẹp cái tưởng rồi thì người ta có tham dục đúng không? Người ta hết tưởng hết tham dục, mà còn tưởng là còn tham dục. Cho nên chúng ta biết rằng cái người mà tu thiền định là phải dẹp tưởng. Mà dẹp tưởng dừng thì hết dục, hết tham dục. Tưởng do đâu mà sinh ra? Người ta hỏi tưởng do đâu mà sinh ra? Bắt đầu đây bây giờ Đức Phật trả lời tưởng do điệu hí. Có ba điệu hí. Một là về khẩu, hai là về tưởng, ba là về mong cầu. Quý thầy thấy ông Phật ông dạy chúng ta từng cái chi tiết nhỏ để chúng ta hiểu biết được, đó là chúng ta phân ra để mà chúng ta diệt cái lòng tham dục của chúng ta. Thì có ba điều hí, có ba điều hí. Một là hại mình, nói nó mình cái sự vui chơi đó nó làm cho mình có hại nè. Rồi hai là hại người, cái chuyện mà vui chơi đó nó có thể làm hại người đó, cái điều hí đó nó có thể làm hại. Và ba là hại cả hai. Nếu mà xả bỏ lời nói hại mình, hại người, hại cả hai, và nói đúng lời, nói chân thật, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, thì chuyên niệm không tán loạn, thành vô lậu. Đức Phật nói mình nói ra, mình nói ra cái lời nói về miệng của mình nói ra lời nói mà hại mình thì không nên nói. Đó là điều ý thứ nhất. Điều ý thứ hai là nói ra lời nói mà hại người thì không được nói. Mà cái điều ý thứ ba là nói ra lời nói mà hại mình, hại người thì không được nói. Cho nên mình phải nói như thế nào, nói như thế nào để cho đúng cách, nói lời nói đúng như thật, không hại mình, không hại người, mà không hại cả hai, thì chuyên niệm không tán loạn, thành vô lậu. Về phần tưởng cũng có ba: tưởng mà hại mình, tưởng hại người, tưởng hại cả hai. Nếu xả bỏ tưởng ấy và dùng tưởng như thật, không bị hại mình, hại người, hại cả hai, thì chuyên chú nhớ mãi không quên, sáng suốt thành vô lậu. Không tưởng thì các thầy nghĩ Đức Phật dạy như vậy thế nào? Nghĩa là ngồi đừng có tưởng tầm bậy. Về mong cầu cũng có ba, sự mong cầu của mình mà ngồi mình mong cầu cũng có ba cái điều hí của nó: hại mình, hại người và hại cả hai. Nếu xả bỏ sự mong cầu ấy và mong cầu đúng cho thật, không hại mình, hại người, hại cả hai, thì mong cầu đúng như thế sẽ chuyên chú nhớ mãi không quên, thành vô lậu. Mà sự mong cầu mà
không hại mình, không hại người, không hại cả hai hết, thì cái sự mong cầu đó mong cầu cái gì quý thầy biết phải không? Đó tức là mong cầu sự giải thoát nơi tâm của mình. Thành ra không có ai dính nhắc vào trong tâm mình được hết, cho nên nó thành vô lậu, có gì đâu mà khó khăn. Khi mà nó mong cầu cái gì khác hơn thì mình biết liền, mà nó không mong cầu thì tức là nó ở trong thanh thản rồi, nó ở trong cái tâm rất là an ổn rồi, thì đó là vô lậu. Tâm niệm của mình chút nào là mình biết nó ở trong cái chỗ nào rồi. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được những cái điều hí của nó rồi. Như vậy là biết được cái nguồn gốc để mà chúng ta tu về cái định vô lậu, để cho nó quét sạch vô lậu, để cho nó quét sạch cái tâm tham dục của chúng ta.